Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ một vị khách mời rất là mới của VNTV, đó là nhà tướng học Thanh Nguyên. Ông là nhà nghiên cứu về tướng học trên 30 năm, 20 năm tại Việt Nam và 10 năm tại San Diego. Và ngày hôm nay trong nhân dịp năm mới, người Việt Nam chúng ta trong năm mới thì hay đi xem tướng, hay đi xem những quả quẻ đầu năm để biết được những cái điều may mắn trong năm mới. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ nhà tướng học Thanh Nguyên. Trước hết xin chào thầy Thanh Nguyên. Xin chào Văn Anh, xin chào quý vị khán giả của VNTV. Thưa thầy cũng như là thưa quý vị khán giả, thường thì người Á Đông của chúng ta nói chung và người Việt Nam nói riêng thì xuân về Tết đến hay đi xem tướng, hay đi xem tử vi. Thì thầy nghĩ là cái điều này có nên hay không thưa thầy? Đi xem để biết được là trong năm mới mình có cái điều gì may mắn hay không, hoặc là có cái vận mạng gì, có cái điều gì xui xẻo không, thì thầy nghĩ rằng người ta có nên coi hay không và điều này có đúng hay không thưa thầy? Theo tôi thì có những việc làm mà chúng ta có thể chấp nhận được. Tôi ví dụ, chúng ta biết trước những cái gì đó với cuộc đời của chúng ta thì chúng ta cũng thấy vui. Hoặc là những cái chuyện mà nó không may thì chúng ta có thể tránh đi. Thì điều đó nó còn tùy thuộc rất nhiều vào người nghiên cứu. Cho nên khi mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta đến với những người nào đó mà họ thực sự nghiên cứu về cái môn này với có cái tính khoa học. Mà tính khoa học thì quý vị đã biết rồi, thì nó có cái tính gọi là cái tính lớp lang, cái tính nghiên cứu về từng bộ phận và logic. Chính vì vậy mà khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm tới những người đó để cho mách bảo cho chúng ta những điều đó, thì tôi thấy cũng hay và thế như là vui. Năm mới rồi có biết trước những cái gì đó cũng là vui. Và thầy, định mệnh và số mệnh có khác nhau hay không? Và có không thưa thầy? Theo tôi thì định mệnh và số mệnh là giống nhau. Thành thứ tôi vẫn, vì chắc có lẽ là quý vị cũng biết rằng tôi tin, cho nên tôi mới nghiên cứu. Và tôi nghĩ rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có một định mệnh nhất định. Dạ vâng. Thưa thầy, những người nghiên cứu về tướng học thì dựa vào những cái chứng cứ nào, dựa vào những cơ sở nào để nói về số phận của một người? Và ví dụ thưa thầy, về cái lĩnh vực mà tâm linh này đó, nó quá nhiều và nó rộng. Riêng bản thân của tôi đó, thì tôi nghiên cứu, tôi gom lại ở ba cái điểm chính. Cái điểm thứ nhất là tôi nói về cái chất giọng. Cái chất giọng nó đóng góp cái vai trò rất quan trọng. Con chim mà nó có giá trị nhờ tiếng hót của nó. Đúng rồi. Đó là chất giọng. Cho nên là một con người mà có một âm thanh tốt, đó là một điều kiện thuận lợi cho người đó. Và nó có tính ổn định lâu dài. Tôi nghiên cứu những cái mảng, tôi lấy những cái chứng cứ, những cái cơ sở mà nó có tính ổn định là cái chất giọng. Chất giọng thì khó đổi lắm. Cái thứ hai nữa là tướng mạo. Cái tướng mạo của người đó nó như vậy rồi. Ngay cả người thân chúng ta mà cách nhau 10 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta nhìn ở sau lưng chúng ta cũng đã biết rồi. Biết là người thân của chúng ta rồi. Là nó ổn định. Cái thứ ba đó là những đường chỉ, trong đường chỉ tay của quý vị. Mỗi người đều có đường chỉ tay khác với nhau cả. Chính vì vậy mà ngay cả Bolix cũng lấy cái vân tay để mà làm đúng cơ rồi. Sở. Đúng rồi. Vậy nó mang cái tính ổn định lâu dài. Cho nên tôi nghiên cứu về cái mạng đó thì tôi biết rằng hội đủ ba những cái điều kiện lớn đó, ba cái mục lớn đó để nói lên, để tôi sâu chuỗi lại, để nói lên một điều gì đó, là tôi phải dựa trên ba cái cơ sở đó. Thưa thầy, năm mới của chúng ta là trong 12 con giáp thì năm mới này là năm con chó, tức là năm Mậu Tuất. Thưa quý vị, chúng ta sắp đón mừng xuân Mậu Tuất năm 2018. Thì thầy có thể cho biết là trong năm Mậu Tuất sắp tới có những cái điểm đặc biệt gì không thưa thầy? Nói về cái năm con chó thì tôi lại nói rằng thứ nhất là chúng ta có 12 con giáp. Thì năm nay là tuổi Tuất. Thế thì chúng ta cũng phải biết được Tuất, nhưng mà nó thập căn của nó là gì. Ví dụ như năm nay là năm Mậu Tuất, mà Mậu Tuất thì chúng ta phải tính được là nó là cái hành gì.
thì chúng ta tính được là chúng ta biết được mẫu thuốc, một mẫu thuốc là hành hỏa. Năm nay là hành hỏa lần mộc, mà hành mộc á, tức là như vậy thì tuất á thì nó có cái tam hợp của tuất, nó gồm có dần ngọ tuất. Cho nên những người nào mà nó liên đới đến ba cái dạng tuổi này thì năm nay họ chỉ họ là người trực tiếp coi như là ảnh hưởng. Là năm tuổi là dần ngọ và tuất. Nhưng mà không phải vì ba con này mà nó liên quan, chúng ta phải xét. Chúng ta phải xét đi sâu vô vấn đề, đó là hành khí. Bây giờ năm nay là mẫu tuất thì chúng ta có mạng mộc. Thế thì nó sẽ gút cho những người nào mộc là nó sinh hỏa. Cho nên những người nào mà có cái mạng hỏa đó là năm nay tương đối họ có thuận lợi. Họ có thuận lợi. Tức là thứ nhất là chúng ta thấy nó thuận. Thứ hai nữa là nó xét về cái vấn đề khắc. Khắc thì chúng ta phải chọn là khắc xuất và khắc nhập. Nếu trường hợp mà nó khắc nhập là khắc xấu, còn nó khắc xuất là nó khắc rất tốt. Như vậy thì cái lớn mà nó đi khắc với cái nhỏ thì người ta gọi là khắc xuất và khắc thuận. Tôi ví dụ là chồng mà khắc với vợ là người ta gọi là khắc phú, khắc quý. Mà vợ mà đi khắc với chồng là khắc tàn mặt. Thành thử đọc ra đừng nghe nó khắc là sợ. Cứ xem thứ là khắc xuất hay là khắc nhập cái đó. Rồi vấn đề nó như vậy thì năm nay chúng ta thấy một cái điều là cái hành mộc. Ví dụ như năm nay là hành khí của quý trời là mộc. Mộc thì chúng ta sẽ có kim. Kim thì nó khắc với mộc. Nhưng mà nếu trường hợp mà ai mà mạng kim mà mình là nhỏ, mình đi khắc với hành khí là mộc. Như vậy nhỏ mà đi khắc với lớn là khắc nhập. Mà khắc như vậy là khắc nguy hiểm. Cho nên chồng thì người ta khắc với vợ được, cái lớn nó khắc với cái nhỏ. Rồi hành khí thì nó khắc với bản mệnh của người đó, là nó sẽ cho ra cái đẹp, là năm nay nó chuyển đổi. Cho nên những người nào mà bị hành khí khắc vào, có nghĩa là người ta sẽ trà trộn, người ta sẽ làm vận dụng cái tất cả mọi cái và nó biến đổi. Cho nên năm đó họ đụng vô cái gì đó cũng loạn xa ngầu lên, nhưng cuối cùng lại họ là tốt. Vì nó khắc, nó làm nên cái điều đó, nhưng mà cuối cùng là cái hậu quả nó tốt. Dạ vâng. À, cái đó người ta gọi là khắc thuận. Ok. Như vậy thì bây giờ nó sâu về cái năm tuất này một xíu. Như vậy thì người nào mà tuổi tuất thì chúng ta phải biết là năm nay là mộc, thì họ tuất nhưng mà cái gì họ có phải là mạng mộc hay không đã, chứ không phải cứ thấy nghe nó còn năm tuất là như vậy. Dạ. Nhưng mà phải biết được là họ cũng hỏa rồi thủy rồi kim rồi mộc thủy thổ. Nhưng mà bây giờ nếu trường hợp họ là tuất mà họ là mạng hỏa thì good rồi, không có chối cãi. Cũng như là nếu trường hợp mà nói, người ta nói là năm tuổi là năm xấu, không phải vậy. Nếu tuổi năm tuổi mà nếu trường hợp mà họ khắc như tôi vừa mới nói, tức là họ khắc nhập, họ khắc mà họ khắc như vậy thì người ta gọi là cái năm tuổi nó nguy hiểm là đúng. Dạ. Là xấu là đúng. Rất còn, là hay vậy. Còn nếu trường hợp mà nó khắc như là khí trời âm, coi như là hành khí mà nó khắc cho cái người đó, khắc đó người ta gọi là khắc thuận. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Có Biết và buổi nói chuyện của nhà tướng học Thanh Nguyên. Quý vị muốn biết thêm chi tiết và muốn tìm hiểu thêm, quý vị có thể gọi cho thầy Thanh Nguyên qua số điện thoại trên màn ảnh mà chúng tôi gửi đến quý vị. Thưa thầy, khi mà nói đến cái bộ nô môn tướng học rồi xem vận mệnh đầu năm thì người ta hay nói về thuyết âm dương rồi ngũ hành. Như vậy thầy có thể giải thích cho quý vị khán giả cũng như là Vân Anh được biết là ngũ hành là như thế nào và thuyết âm dương là như thế nào không thưa thầy? Cái gì đi nữa thì nó cũng theo cái luật của cuộc đời này. Yeah. Nó theo cái luật, cái quy luật là âm dương. Yeah. Một âm một dương. Thế thì tôi muốn nói như năm nay là năm tuất. Mà năm tuất thì năm mậu tuất thì vì do năm đầu tiên cứ hai hành khí nó đi liền với nhau, như năm nay là năm dương thì người ta gọi là dương mộc, và năm tới nó cũng mộc nữa và nó sẽ là âm mộc. Nó âm mộc. Thế thì những người nào mà tuổi dương mà năm nay dương thì nếu giả sử như nó tốt thì nó cũng ít tốt, nó không có xứng ý tỏ lòng. Mà giả sử như nó xấu thì nó cũng không xấu lắm, vì lý do là dương với dương là nó không có, nó đẩy ra. Yeah.
Cho nên là nó ảnh hưởng, nếu nặng, nếu trường hợp xấu thì nó cũng ít xấu, mà nếu tốt thì nó cũng ít tốt. Vì lý do là dương với dương. Nhưng mà chúng ta đợi năm sau, nếu chúng ta là tuổi dương thì năm sau là âm. Như vậy thì âm với dương nó sẽ hút vô. Như vậy thì tôi giả tôi, ví dụ là nãy tôi mới nói là năm nay là năm mộc thì nó tốt cho người mạng hỏa. Nhưng mà nếu trường hợp người đó là âm hỏa thì nó rất tốt. Vì cái lý do là năm nay là năm dương mộc, mà trong cái đó bên kia là âm hỏa. Như vậy thì âm với dương nó sẽ hút vào. Như vậy thì năm nay nếu tốt thì chúng ta sẽ rất tốt, mà nếu xấu thì chúng ta lại cũng lại là xin lỗi, là rất xấu. Vâng, thưa quý vị, và trở lại cái năm Mậu Tuất sắp tới của chúng ta thì thưa thầy, cái thường thường chúng ta hay nói là tam hợp, thì trong cái năm Mậu Tuất này thì những cái tuổi nào là hợp với cái tuổi Tuất trong năm nay thưa thầy? Thì để tôi vừa nói tam hợp là Dần, Ngọ, Tuất. Như vậy thì tuổi Dần và tuổi Ngọ thì năm nay sẽ là cái năm mà nó tam hợp. Và theo tôi thì cái tam hợp đó nó đóng cái vai trò rất quan trọng. Tại vì nó còn tương đương với cái những người mà tuổi Tuất. Tại vì người ta nói cùng cái năm đó người ta gọi là năm tuổi thì nó không có gốt. Nhưng mà theo tôi không có cái quan niệm như vậy. Tôi theo tôi thì tôi nghĩ rằng nó phải là cái hành gì nữa, chứ không phải là cứ tới năm tuổi là xấu. Không phải vậy, cứ tới năm tuổi thì nó tùy theo hành khí của nó nữa. Dạ rồi. Rồi trong khi đó tôi cũng muốn nói rằng về vấn đề cái thế giới tâm linh, về vấn đề nghiên cứu, nó nhiều thứ lắm, nó ảnh hưởng đến nhiều thứ lắm. Đừng có vì mà cái tam hợp này hoặc là cái hành khí này hành khí kia mà chúng ta đặt cái quan trọng của nó. Dạ. Tôi ví dụ một con người mà cái tướng mạo của họ, tôi trở về với cái tướng mạo, sắc khí của họ đang tốt như vậy, thế thì những cái hành khí, những cái tuổi này mà nó bất lợi với họ không quan trọng. Quan trọng ở cái chỗ là cái thân cây, chứ không phải là cái vùng đất đó. Cái thân cây, cái giống cây mà tôi nói là bản mệnh của chúng người đó, người đó đương thời rồi. Cho nên chúng tôi xin lỗi, chứ nếu trường hợp mà người mà đương thời, người khác muốn hại người ta cũng khó lắm. Là lý do như vậy, đúng rồi, người ta đã đương thời mà, ở gạt người ta cũng có, hay làm hại người ta cũng có. Cho nên cứ bằng chứng là ví dụ như một cái tiệm đó nó không ra gì cả, nhưng mà người đã làm ăn thất bại. Nhưng mà cái người mà họ đương thời, họ tới họ làm cái, họ sang cái tiệm đó, họ lên ào ào không sao cả. Nhưng mà trong khi đó một người người ta đang làm ăn ngon lành như vậy, nhưng mà người khác tới sang cái bệnh cái tiệm đó, tự nhiên làm ăn đi xuống rồi, cái thời của người đó hết rồi. Thành thử đâm ra muốn xét một cái vấn đề, chúng ta phải đặt nhiều vấn đề lắm, mà cốt yếu vẫn là bản mệnh của người đó. Yeah. Mà muốn xét về cái bản mệnh của người đó là phải coi cái tính cách, cái giọng nói của người đó, chất giọng của người đó, tướng mạo của người đó, những đường chỉ tay của người đó. Rồi chúng ta còn cái chuyện mà hành khí tất cả gì đó là cái râu ria, đó là cái phụ thôi, nó phụ để cho nó hết thôi. Chứ còn phải nói rằng cái bản mệnh của người đó mới là quan trọng. Hồi nãy thầy nói là cái sắc diện là cái điều rất là quan trọng. Okay. Người phải không thầy? Okay. Như vậy thì người ta thường hay nói về thần khí và sắc khí. Và bên anh cũng biết rằng những vị tướng học cũng hay nghiên cứu về những cái nốt ruồi. Thì thầy có thể cho biết là những cái nốt ruồi đó nó quan trọng với cái số phận của người như thế nào thưa thầy? Trước mắt thì tôi nói về cái sắc diện một tí. Yeah. Tức là sắc khí. Sắc khí thì thường thường là nó có ảnh hưởng trong vòng một tháng trở lại thôi. Cho nên nó là nó thể hiện ở bên ngoài. Cho nên nếu trường hợp mà chúng ta không nghiên cứu thôi, chúng ta nhìn một người nào đó mà chúng ta cũng nói một câu, nói ủa sao bữa nay tao thấy mày hình như là mất sắc vậy. Đúng rồi. Thế thì người đó không thể nào làm ăn tốt được đâu. Yeah. Hoặc là người đó khỏe được đâu. Yeah. Nhưng mà cũng ngược lại, của người đó nói u tao không biết mà trúng cái bánh gì cho tao thấy mày tươi ghê vậy. Đúng rồi. Đó là những người mà những câu nói mà người ta không nghiên cứu, người ta không đặt vấn đề gì hết mà người ta nói như đúng. Vậy là quý vị đã biết rồi là cái vấn đề đó sắc diện nó như vậy là có như yeah. vậy yeah. Đó, thành thử những nhà nghiên cứu người ta nhìn cái sắc diện của người đó, người ta có thể đoán được là người đó đang đi lên hay đang đi xuống, sự nghiệp của người ta đang đi lên hay đang đi xuống. Mà sắc diện thì nó chỉ có ảnh hưởng trong vòng một tháng trở lại thôi. Tôi ví dụ như thế này này cho các bạn để ý. Nếu trên cái sống mũi của ai đó mà bình thường, không có việc gì hết á, hằng ngày như vậy không có chuyện gì hết, bình thường như vậy,
thì chơi với nhau, bạn bè với nhau cứ nhìn thì thôi không có gì, nhưng đùng cái tự nhiên phát hiện ra người bạn của mình ở trên cái sống mũi có một cái vân mà nó xanh xanh hoặc cả đen đen. Thế thì quý vị có quyền nói với người bạn của mình hãy cẩn thận chứ không thì sẽ có tai nạn. Tôi muốn nói như vậy. Cái thứ hai, ở dưới cái quầng mắt, ở con mắt của quý vị mà bạn bè của mình, nếu trường hợp mà vì coi phim, vì mất ngủ, vì thì tôi không nói, nó có cái quầng đen thì tôi không nói. Nhưng mà bình thường thì nó mắc rất bình thường. Nhưng ngày hôm đó quý vị tiếp giao với bạn bè mình thấy dưới mí mắt có cái vòng đen. Quý vị nói rằng coi chừng con của người ta bị tai nạn. Vì đó là cung tử. Thứ hai nữa là cũng phiền muộn sắp đến đối với người đó. Đó là tôi muốn nói về sắc diện. Quý vị cứ thử đi rồi sẽ thấy cái kết quả của nó. Ok. Đó là tôi nói về sắc diện. Rồi bây giờ tôi muốn nói chuyển qua một cái chuyện mà nút ruồi. Vì tôi nghiên cứu về cái phương pháp của tôi thì tôi có nghiên cứu về bác sĩ Joseph Ronan. Ông ta là người Áo. Và cái thời của ông ta là thời thứ nhất, thứ nhì, thứ chiên. Yeah. Ông ta là vị bác sĩ mà ông ta mê cái khâu mà chỉ tay và tướng học đến cái độ mà ông ta có vẻ lơ là trong cái việc đó. Yeah. Và bao nhiêu binh sĩ từ chiến trường đưa về. Và ông ta kết luận rằng cái người đó tuy nhẹ nhưng mà ông ta nói với đồng nghiệp là không qua được. Yeah. Thế thì không qua được thật. Mà có những người rất nặng, ông nói đồng nghiệp là cứ cố gắng cứu chữa đi, người đó sẽ qua. Thế mà lại đồng nghiệp có nói, mày nói sao chứ, lại sao được, không thể được, nặng như vậy thì sống được. Thế mà cuối cùng là qua. Cho nên dần dần á, thì các đồng nghiệp của ông ta tin ông ta. Và ông ta mê, càng mê cái vụ đó. Tại sao ông ta dựa vào đâu để mà ông ta nói cái vấn đề đó quý vị? Đây, tôi muốn nói thế này. Ông ta nghiên cứu rằng cũng đôi mắt đó, cũng sống mũi đó, cũng cái miệng đó, cũng vóc dáng đó, mở cái bàn tay ra, ông thấy cũng có đường chỉ tay đó, cũng đường này. Thì một là người đó sẽ chết trong khoảng từ 20 đến 30. Wow. Hai là người đó rất là thọ. Thế thì những cái người mà chiến sĩ mà ở chiến trường đưa về, ông ta quyết định rằng không thể chết được cho dù vết thương nó nặng. Ông ta dựa vào những điều đó. Yeah. À, thành thử đâm ra tôi muốn nói đó là về cái vấn đề, cái môn tôi nghiên cứu mà trong đó tôi có tham khảo rất kỹ về vị bác sĩ Joseph Ronan, ông ta là người Áo. Rồi nói về nút ruồi. Thì tôi cũng không phải, tôi là người Á Đông thật nhưng mà tôi lại không nặng về cái vấn đề đó, mà tôi lại là người Pháp. Nếu quý vị nào đó mà cứ hỏi với những người Pháp, có dịp mà chúng ta biết, thì những người đàn bà theo cái người Pháp ấy, người đàn bà nào mà trong lòng ngực của họ đây mà có nút ruồi, tôi xin thưa quý vị, người Pháp nào cũng kể như cũng biết điều này, là con của họ rất khôn ngoan và thông minh. Nếu trường hợp mà cái điểm mà nó mọc đẹp nhất là cách núm vú 2 cm, nếu trường hợp mà núm vú lớn sẽ che cái nút ruồi đó, thì điểm đó thì con của họ sẽ thành công lớn và tên tuổi nổi danh. Đó là đẹp nhất. Nhưng mà tôi chỉ cần ở trong lòng ngực thôi thì đã là con của họ đã khôn ngoan rồi. Thế thì có người hay hỏi tôi như thế này, có cải số được hay không? Nếu hợp mà giờ em muốn chấm cái nút ruồi vô trong đó thì nó có ảnh hưởng gì không? Thì tôi nói có chút chút. Có chút chút là nhắn như thế này nè. Một người đàn bà Pháp ấy, họ muốn được đàn ông trân trọng họ, quý mến họ. Tại vì người Pháp ai cũng biết như vậy. Yeah. Thì người ta chấm vô cái nút ruồi ở lòng ngực của người ta. Thì khi mà quan hệ với người khác phái thì ông ta rất nể người đàn bà đó và rất trân trọng, rất quý. Mà thì nó kèm theo đã quý, đã trân trọng, thì đương nhiên người ta kèm theo cái hành vi của người ta trân trọng người phụ nữ đó. Dạ vâng. Như vậy thì cũng có đó chứ. Dạ vâng. Nhưng thực sự ra con của họ có thông minh hay không thì quý vị cũng đã biết rồi. Như vậy thì với cái bộ môn mà nghiên cứu về nốt ruồi là có phải không thầy? Sau này chúng ta sẽ có một cái chương trình nói chi tiết hơn về cái lĩnh vực này ha thầy. Và thưa thầy, như vậy thì quý vị khán thính giả muốn đến gặp thầy thì cứ gọi điện thoại để làm hẹn phải không ạ? Ok. Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng tôi có số điện thoại ở trên màn ảnh để quý vị có thể gọi thầy Thanh Nguyên. Một lần nữa, thầy là nhà nghiên cứu về tướng học 30 năm, rất là lâu rồi thưa quý vị, 20 năm hành nghề tại Việt Nam và 10 năm tại thành phố San Diego của chúng ta. Chúc quý vị khi mà gặp thầy Thanh Nguyên sẽ có những giờ phút thật là thú vị
với nhà nghiên cứu tướng số. Cảm ơn thầy Thanh Nguyên rất là nhiều. Chúc thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục cái niềm đam mê của thầy. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Tôi xin chào quý vị VNTV và xin chào Văn Anh. Yeah.